Xin biết chào quý vị các bạn anh chị đến kênh Viết Phú. Hôm nay em quay lại đồ quán điện tử cũ, mua số con chuột mèo về để tặng kèm cùng với máy tính khi mà khách mua. Tiện em qua đây xem có cái đồ gì mới em quay quý vị bác xem. Thì đa số là những con hàng cũ, không ngon lắm nên người ta chưa mua. Còn những con ngon thì chắc người ta cũng mua rồi. Đây có mấy con đôi Diatone em sẽ quay trước này. Đây có đôi bát Diatone này thì cũng nằm đây cũng hình như cũng khá lâu lâu ấy. Mà sao không thấy ai mua. Diatone này là PW2526 nha bác, BMA này. Con này nhập lực 20W, điện trở 6 ohm. Để em nhét mấy cái này vào túi xong rồi em sẽ quay cho dễ. Để tạm đây ạ. Xong rồi lỡ thấy mình nhét vào túi thì gọi thằng này trộm nhét túi chết dở. Đây. Giờ lên cho bác xem. Wow. Diatone nhá, made in Japan nhá. Con này em đo xem bát bao nhiêu, 20 thì phải. Bát của nó ở rơi tầm 20. Hơn 20 thì bát 20. Thì giá của nó là 900.000 một đôi như này. Hai cái, đây cái này. Đấy. Đây, công suất nhập lực 20W và điện trở 6 ohm nhá, quý vị bác. Đấy, thì con này là made in Japan luôn, em vừa lật sửa xem là bảo hành 3 tháng này. Đây là có một đôi gì đây, bóng viết cái thép tổng như đây của thằng Pile 1,5 triệu đắt nhỉ. 4-8 4-8 ohm 500W là mắc kinh. B PDB T35 này. Đây là hai đôi này chất chất hơn nha em quay. Còn mấy cái đôi âm trần bâu này thôi nghỉ khỏe. Lên đôi Diatone bên trên nha. Đây có đôi này rất là đẹp. Đây hàng này mới, mới về quán này. Mà lần em ra chưa thấy. Còn cái vỏ gỗ nó rất là đẹp này. Tầm 85% gì đó. Có một cái căng nó bị rách tí đây. Đấy duy nhất không ảnh hưởng gì. Người ta bọc rồi không tháo cái căng ra nhá. Nên nhiều bác bảo là quay thì tháo cái căng ra. Tháo căng tùy cái, người ta không không bọc như kia thì em tháo được. Thì cái này bọc rồi mà tháo ra nó đẫm cho em không trượt phát lào. Nên các bác hết sức thông cảm giúp em. Vậy nhiều bác cũng so sánh là những cái đôi bâu dụ 101 như này. Đây. 101 như này thì ở Việt Nam nó bán 500.000, 700.000 một đôi có. Đó thì nhiều giá lắm. Nói chung là nếu các bác mà so sánh giá thì nó khó lắm, hoặc là xem tham khảo thôi thì so sánh được. Nhưng nếu mà xác định mua hàng Nhật mà sao so sánh như thế thì nó cũng hơi bị khập khiễng chút. Ví dụ con iPhone 5 bên này bây giờ ít nhất là bán 1,2 triệu. Mà trong iPhone 5 bán Việt Nam thì với iPhone 5 thường mà mua dùng thì chả ai mua. iPhone 6 Việt Nam hơn 1 triệu đã mua được rồi. Đó là đối với những cái ngày em ở Việt Nam từ 2018 phải ra hơn 1 triệu đó có đầy, hàng cũ đầy rồi. Bên này hàng cũ của iPhone 6 vẫn 2 triệu trở lên, 3 triệu là bình thường. Đây bác, so sánh hơi khập khiễng. Thì em quay lại con Diatone này. Diatone DS500 này. Con này bảo hành 6 tháng, công suất 180W, nhập lực điện trở 6 ohm, tần số từ 42Hz đến 30kHz. Con này thì hàng open này thì nghĩa là không có rõ năm tháng sản xuất nữa nhé. Còn họ mở sửa hay chưa thì em cũng không dám khẳng định. Con này có giá 31,6500, khoảng 3,4 triệu Việt Nam đồng đến thời điểm hiện tại nhé. Diatone này nhá. Nó hơi chật nên em không quay ra phía sau được để xem cho nó sản xuất ở đâu, nhưng mà về cơ bản là mình đi đến England thôi. Này quay lại thông số cho bác lần nữa xem. Đấy. Em chụp cái hình. Rồi. DS500 nha quý vị anh chị. Có giá là 1,6500, 3,4 triệu Việt Nam đồng về thời điểm hiện tại. Rồi sang tìm một vài đôi khác để quay. Chữ này thì Foster này. Đôi Foster này thì cũng Fortech này. Fortech có nhiều người hỏi này. Một cái thôi nhá. Một cái này nó bán 5,5 triệu nha quý vị anh chị. Một cái như này là của Foster như này, đây chỉ là cái hộp thôi, trong không có cây luôn này. Trong không có loa luôn này. Đấy. Thế mà nó bán 5,5 triệu. À, 5,5 triệu, 10 triệu, 11 triệu. Khoa kinh khủng, không biết sao nó đắt như vậy. Đắt kiểu gì đắt vậy nhỉ? Đây, vỏ gỗ Fortech rất là đẹp.
Để quay ra xa cho bác xem. Đấy, cái vỏ không có một cái như này bán 11 triệu. Choáng. Điều này là một cái Victor sau 3 hàng gì đây mà đẹp thế nhỉ, hàng loa TV hàng... Đấy, sản xuất là 1995, loa Victor SXV1M. Có giá mới là 15 man, khoảng tầm 32 triệu thời điểm hiện tại. Và giá cũ bây giờ bán là khoảng tầm 5 man rưỡi, 11 triệu. Công suất xuất lực nhập lực là 30W đến 120W, 50Hz đến 30kHz, 4 ohm và cái tần số âm thanh cái cường độ âm thanh là 87 dB nhé. Trên watt/mét. Cũng rất là khủng. Giá là 11 triệu, cũng có chân gỗ rất là đẹp. Đây. Chân gỗ 3 chân rất là đẹp, một đôi này, trong còn cái nữa. Đôi này rất là đẹp. Đắt là cũng đúng. Bên cạnh đó là một đôi Boston. Boston này cũng có giá 10 triệu. Con này thì 8 ohm. Con này 3 way, loa toàn giải. Bảo hành 6 tháng, chỉ ghi công suất điện trợ 8 ohm thôi. Không ghi công suất. Một đôi. Đấy. Ở bên này có một đôi monitor audio. Có đủ các cái ốc nhái cái thứ bên trên này, vẫn còn nguyên này. Có giá nó 9 triệu đồng nhá. Bảo hành 6 tháng một đôi này. Đấy, mã của nó. Monitor BR6. Không có năm sản xuất nữa, 20,4 kg một cái. Đây là một đôi này nặng 40 kg, rất là kinh khủng. Đây, ghi là 20,4 kg một cái này. Điện trợ là 6 ohm, công suất 150W. Rất là khủng. Đấy. Rồi sang quay một số con khác cho bác xem. Sony Sonic như đây thì con bow này vẫn nằm đây từ ngày xưa. Từ đợt em mua đầu tiên cho anh Kiên rồi, nó còn một con này nên không ai lấy. Đây, Sony SS K30ED có giá là 8 triệu đồng. Công suất 120W, nhập lực tối đa nhá và 8 ohm. Tần số từ 45 đến 70 kHz. Loa một đôi như thế này. Đấy, loa rất là đẹp. Bảo hành 6 tháng. Rất đẹp luôn đấy chứ. Rồi, sang bên kia quay mấy cái đầu, xem có cái đầu gì mới không. Đây này thì vẫn là những cái loa nằm đây từ rất lâu rồi, loa mới này. JBL với lụng như nằm đấy lâu lắm rồi. 4306 này. Nhiều bác hỏi 4306 hay 4312, nhưng mà 4306 đắt lắm. Con này hàng bán là 11 năm rưỡi. Từ đây khoảng tầm 23 triệu đồng rồi. Một đôi như này này. Bảo hành hàng mới 1 năm, đấy, đôi đấy. Đấy, thật là đắt đấy chứ. À, đầu này có một đôi nữa sao ấy. Không phải. Đây mấy con khác, đây JBL Studio 230 đây. Con này đang bán đây 6 triệu đồng cơ mà. Bán 6 tháng này, JBL Studio 230 nha các bác. 6 triệu nha. Hơn 6 triệu đấy, em cũng nói toàn 6 triệu thôi. Nhưng mà nó hơn 6 triệu. Đấy, nó có một đôi sau nó còn cái sau nữa. Bán 6 tháng này, sản xuất 2013 này. 325mm này. Công suất 8 ohm, nhập lực xuất lực 225W, tối đa 225W nhé, rất khủng đấy chứ, áp đấy nhỏ, nói với bé mà công nhận là nhỏ mà võ. Đấy, rồi, tạm giờ mấy cái loa mới về, em sẽ chuyển sang mấy cái dòng đầu, em có đầu nào mới về không, tìm cho anh bạn một cái đầu game ly để hát nhưng mà vẫn chưa tìm được. Đây, trước có mấy bác nhắn tin hỏi em là về cái mấy con Lacman này. Thì có anh bạn tìm con Lacman này cho anh xem nhưng mà công suất xuất lực 30-30W thôi. Hay là anh muốn hát hò thì công suất hàng khủng thì không có. Còn Lacman này thì có một bác hỏi là tháo ra đếm xong bao nhiêu bóng. Nhiều lúc các bác hỏi em cũng hơi khoai một chút. Em thì người ta bọc ni lông này, các bác bảo em tháo ra đấm em không trượt phát nào. Đấy, nhiều lúc mình đi quay của người ta mà các bác như kiểu em đến ở nhà em tháo ra xem bao nhiêu bóng, đếm xem bao nhiêu bóng, tháo ra đếm xem bao nhiêu bóng mới chất chứ. Đây là bạn 26, 27 triệu này em ạ. Đợi chưa vận chuyển về Việt Nam nhé. Trong này khoảng tầm 2 bóng to và 2 bóng nhỏ. Bên này cũng vậy. Con này đắt hơn, con này còn 29 triệu ạ.
Duckman MQ68C này. Con này 1978 8 ohm này. 30W 8 ohm nhá. Rồi Denon DCD này, LCD này. 20 bit này. Đây có một con đầu chạy mã của Denon, em quay cho bác xem. Đây. Denon DCD 755RE này, thằng nhạc 32 bit DAC nhá. Con này giá 4,6 triệu gì đấy. Chưa ship vận chuyển nha bác. Khoanh 6 tháng sản xuất 2013. Là rất đẹp này, AL32 DAC 7,5RE. Và DDC nhá. 7,5RE có này, có nó ghi DAC 32 bit này các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp. Con này nhẹ thôi, tầm 3-4 cân như mấy, 4-5 cân như mấy. Ở trong 4,5 triệu. Việt Nam tầm hơn triệu cước, cả công xã rơi tầm 7 triệu gì đấy. Nếu em không nhầm về cân nặng của nó. Đúng rồi, nó tầm 7 triệu gì đấy. Một con DAC như này, đẹp này chứ. Rồi, em xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn quý vị anh chị và bác theo dõi kênh ủng hộ. Và hẹn gặp lại trong các video lần sau.